Oh, Favu Bà Phương Muzu. Miêu Hello mọi người, mình vừa mới update phiên bản mới nhất 1.75.125. Phiên bản này thì có nhiều sự thay, à không không có nhiều sự thay đổi, nhưng mà nó đã sửa một vài cái và thêm vào like và dislike thì như thế nào mọi người hãy xem cùng mình nha. Mình sẽ tạo một household mới. Cái này thì mình sẽ chọn là soulmate đi. Đây, đây rồi, đây chính là like và dislike. Thì mình sẽ thích màu gì? Mình thích màu này, không thích màu này. Màu nâu. Không. Ok. Màu xanh lá cây không. Màu cam. Ok. Màu hồng. Tím nâu. Màu đỏ ok. Mình ghét màu xanh. Màu nâu. Màu xanh lá cây, màu tím. Tiếp theo là nhạc. Wow, rất nhiều nhạc. Wow, nhiều dã man. Winter Holiday Music cũng được. Nhạc Oh. Summer Stress, Summer No. No. Oh. Yeah. Oh, Blue Music là gì? Nhạc xanh á. Oh, Nhạc cổ Muzu. điển. Oh, Favu Bà Phương Muzu. Miêu. À, chỉ được tương đây cái thôi à? Ok, hoạt động quá nhiều à? Chỉ được chọn 20 cái thôi mọi người ạ. Chỉ được chọn 20 like và dislike mỗi sim. Hãy chéo chéo và chọn sao cho nó hợp lý. Come đi này. Cooking này. Guitar này. Không thích cái gì bây giờ? Không thích diễn. Ok, Aliana style. Ok, thêm một người nữa. Chọn con trai nha. Đối với khác coi. Ok, tạm mình sẽ chọn random này. Cái này cũng là soulmate này. Cái này mình cũng random thử xem. Ok, ghét mẫu màu vàng. Thích retro music, thích nấu ăn. À, mày đấy. À, cái này chưa chọn hả? Ok, này tên là Tom. Đây. Chọn mối quan hệ ở đây nhá. Thế là White. Đó, thì cái cô này sẽ là bạn, sẽ là vợ của cái anh này. Tiếp theo là sự thay đổi chính là đường. Mình rất thích điều này vì hôm trước mình xây một cái nhà kiểu như là chung cư nhiều giường. Mình muốn để cái bàn học ở dưới cái giường giường tầng nhưng mà không có được. Nhưng mà giờ chúng ta sẽ có thể làm được điều đấy. Ok, đèn vào coi. Chọn màu khác đi. Chọn màu này đi. Ok, tạm. Đây nha. Bằng bed, bằng bed, bằng bed. Và khi mà chúng ta hồi trước chúng ta không thể để một cái bàn học ở dưới đây được. Thì đây, và bây giờ chúng ta đã để được. Oh no. Và nó hoạt động mọi người ơi. Trước kia sẽ không thể làm thế được đâu. Nhìn đây. Sit. Sleep. Mọi người nhìn thấy gì không? Ok, chúng ta sẽ đổi lại thành một cái giường giường đôi ở dưới này. Chọn cái này đi. Thử nha, có ngủ được không nha? Hoàn toàn hoạt động. Và đây là điều mà tôi đã nhắc đến trước đó. Nhìn đây. Mọi người có nhìn thấy gì không? Có nhìn thấy gì không? Lại 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 lại. Trời ơi, nhanh quá. Lại lại lại. Sleep. Sleep here. Ơ, nhìn đây. Mọi người có nhìn thấy gì không? Bình thường nhá. Nếu mà cái chỗ này này, nó không có một cái đường đi thì sim sẽ không thể vào được. Nhưng bây giờ nó có thể trượt từ bên này sang bên này, nghĩa là ngồi đây và cho vào đây. Nhưng mà các bạn phải làm như thế nhá. Phải cho sang đây nằm ngủ, xong bắt đầu mới cho vào đây thì mới được nha. Đó, quá tuyệt vời. Để cái gì ở đây cũng được nha. Để cái ghế ở đây cũng được. Hoàn toàn có thể ngồi được. Để cái tủ ở đây cũng được. Quá tuyệt vời. Thử để cái bếp ở đây coi. Không được. Để tủ lạnh ở đây coi. Không được. Để counter ở đây. Không được. Vậy là chỉ có tủ thì mới được thôi nha. Để cái này coi.
Không được nha. Vậy là chỉ có bàn, ghế, giường gồng, tủ quần áo. Thì ok. Tủ này có được không? Không được, phải là cái tủ này. Đây. Dresser. Bắt buộc là cái dresser này mới được. Cái thấp thôi nhá, cái cao này không có được. Đó, cái này được này. Cái này cũng được này. Cái này cũng được này. Ok, tiếp theo là mình sẽ cho mọi người xem là cái màu tóc. Ở trong base game không có dùng mod hay CC nhá, nó sẽ thêm cái màu tóc này. Testing chỉ on casual edit mode. Ok, chỉnh tóc này. Đó, có màu này mới. Đúng ta? Đó, đây là những cái màu mới. Để cái màu này. Ok, ok. Ui. Màu này đẹp này mọi người. Không, không. Ui. Đỉnh vãi. Ui. Ui. Đây, màu tóc này rất đẹp luôn ấy. Nhưng mà cho mũi bé bé vào thì cho xinh nha. Ui. Tóc này đẹp vãi. Tóc này đẹp vãi mọi người ơi. Ủa. Wow, siêu đấy. Siêu xịn luôn ấy, trông như kiểu búp bê Barbie. Đẹp đấy, đẹp đấy, đẹp đấy. Đó nha, đây là toàn bộ những cái mà update nha. Hi.